Trường hợp này là lá đang thiếu sắt. Do sắt không di chuyển trong cây nên các lá già vẫn giữ được các màu xanh, và các lá non thì có biểu hiện là vàng lá, gân xanh, không có đốm chết. Tình trạng nặng, lá sẽ mất màu, chuyển sang bạch tạng. Còn đây là hiện tượng bị thiếu kẽm. Các lá non bị cong mép, gân lá vẫn có màu xanh. Còn đây là hiện tượng thiếu mangan. Dấu hiệu ban đầu là thịt lá thì mất dần màu xanh, còn gân lá thì vẫn xanh, thiếu nặng thì bạc, trắng và có đốm chết. Đối với hiện tượng thiếu lưu huỳnh thì lá sẽ từ lá non xuống, lá vàng hoặc xanh nón chuối, gân lá cũng có màu vàng. Sau thời gian dài thì toàn cây sẽ bị vàng. Còn đây là hiện tượng thiếu magie, màu vàng xuất hiện cả trên lá già và lá non. Phần gân gần giữa sẽ có màu vàng và kéo dài ra 2 rìa mép. Các gân chính thì vẫn xanh.